Thưa quý vị, trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội du lịch Đà Nẵng 2023, chiều qua, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cùng Chi hội Lữ hành Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tổ chức chương trình hội thảo với chủ đề Phát huy giá trị sự kiện lễ hội thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Quảng Nam Đà Nẵng thừa Thiên Huế. Tham dự chương trình có Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình các sự kiện lễ hội có vai trò rất lớn trong đời sống cộng đồng cũng như trong phát triển du lịch. Hội thảo hôm nay nhằm đánh giá hoạt động các chuỗi sự kiện lễ hội và phát huy các giá trị này trong việc thúc đẩy hoạt động du lịch của khu vực miền Trung nói chung và ba địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế nói riêng. Tại đây các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm đã chia sẻ các nội dung về nguồn lực lễ hội với phát triển du lịch tại ba địa phương vai trò của lễ hội sự kiện đối với ba địa phương trong thời gian qua và các chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị tổ chức sự kiện lễ hội thời gian đến kinh nghiệm của hàn quốc trong việc khai thác các giá trị sự kiện lễ hội trong phát triển du lịch vai trò của cơ sở hạ tầng dịch vụ trong việc tổ chức sự kiện lễ hội và các đề xuất đối với việc tổ chức lễ hội sắp đến với ba địa phương qua đó hỗ trợ giải pháp cho các doanh nghiệp du lịch trong việc bảo tồn khôi phục và phát huy có hiệu quả giá trị các sự kiện lễ hội góp phần tích cực vào việc phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế xã hội